Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhá. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang trực tiếp ở trong sân vận động huyện Bắc Hà và đang bắt đầu chương trình gọi là vòng bán kết giải đua ngựa lần thứ 15 của Bắc Hà các bạn ạ. Thì bây giờ thì đang một số những con ngựa đầu tiên đang bắt đầu chuẩn bị vào trong vòng đua các bạn ạ. Thì hôm nay thì Sơn sẽ ghi tất những cái hình ảnh đẹp nhất ở đây, kiểu như là đang kiểu như là diễu hành nha các bạn ạ. Và là mấy con ngựa và là chị em phụ nữ cưỡi. Ôi, khán giả hôm nay khá là đông các bạn này. Khán giả đông quá. Bây giờ thì sẽ vòng đua đầu tiên sẽ chính thức là bây giờ là bắt đầu. Là có 4 chú ngựa các bạn nhá. Có 3, 4, 6 à. Rồi gì nữa kìa, 3, 4, 2 này. Chưa nhìn rõ số báo danh các bạn ạ. Cái gì 74 nhá. Mọi người đang trong quá trình chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà thời tiết bây giờ thì lại đang bắt đầu có những hạt mưa rồi các bạn ơi. Rồi các bạn gắng đợi một xíu nữa nhá. Gắng đợi một xíu nữa thì vòng đua đầu tiên sẽ chính thức được bắt đầu. À 314. 314 rồi. Vừa nãy ghi hình 314 nút mà đánh dấu ấy mà. Đây là bắt đầu vào vòng bán kết rồi đấy các bạn này. Các bạn cổ động cho chú ngựa nào đây? Ba bắt đầu chuẩn bị đây. Chuẩn bị lia máy nào anh em ơi. Chạy. Ôi. Đấy rồi. Vâng, và lúc này đang chuẩn bị vào cua thứ nhất, vẫn chưa có sự phân định vị trí. Có thể nói rằng là các nài ngựa, các kỳ sĩ của chúng ta đang bám cua rất là tuyệt vời. Ôi, ngã rồi, ngã rồi. Đang dẫn đầu. Đang dẫn đầu là số bao nhiêu đây? 339, quá nhanh. 347 đang bám sát nút rồi. Vâng, đang dẫn đầu vẫn là vàng xeo chua. Đúng như vậy, 347 đang vượt lên rồi. Tất nhiên rồi. Đường dài chưa biết được ngựa hay cũng chưa biết. Và 34 cùng xe cứu của đại thế đang là đồng chí thứ 3. 347 về rồi. Bắt trường. Vòng đầu tiên này thì 347 về đầu các bạn ạ. Còn vòng sau thì không biết là những số nào đây. Xã Tài Lộc phố số 308 đề nghị ở lượt đua thứ hai các đại người chúng ta sẽ đưa các tuần má vào khu vực tập kết. Sẽ đến với kết quả của tổ tập tài. Giờ thì Sơn sẽ di chuyển lên bên trên này để xem các chú ngựa một xíu các bạn ạ. Dương mà. Người ta giải lên thầy ra phố. Trời ơi. 3 315 là ngựa nhà mình à? Nhà mình là ngựa là con 315 đúng không? 315 cố lên nhá. 315 rất rảnh nhất nhá. 315 là ở xã nào? À thế à. Ôi chúc cho xã mình là năm nay là kiếm lấy cái giải nhá. Đây chú ngựa 315 đây các bạn này. Bạn vừa mới nói. Chú ngựa 315 này nếu mình không nhầm thì nhớ không nhầm thì hôm đầu tiên là cũng là cái hình ảnh đầu tiên mà mình quay chú ngựa này ở phía bên ngoài chỗ trước cổng giàng giàng A Tưởng. Thì hôm đấy mình cũng hình như là có phỏng vấn một chút rồi phải. Đúng là 315 đây các bạn ạ. Còn 105 kia thì hôm trước thì nhỏ nhỏ so với cả ba con khác thì nó là nhỏ nhất nhưng mà lại cuối cùng là về đầu. 315 cố lên nhá. Chuẩn bị rồi. Ra đi, ra đi. Chạy.
chưa được rồi, tạm dừng về. Dừng đi. Thế tự dưng là mà mình lại đang dẫn rồi nhở? Thế bây giờ lại như thế là ngựa nó cũng bị mất sức rồi chứ. Ôi không sao, bây giờ lại bắt đầu. Vừa có một chút gọi là hơi lỗi một xíu các bạn ạ. Hơi lỗi một xíu, bây giờ thì sẽ chạy lại. Vòng đua vừa nãy thì có một chút lỗi của về kiểu như ban tổ chức ấy, bất cờ nó kiểu hơi bị nhỡ một tí, do nên là lại đang tạm dừng hoãn cái vòng đua loại. Và bây giờ là những chú ngựa khác các bạn nhé, bây giờ lại tiếp tục là bốn chú ngựa khác để tham gia vòng đua. Chắc là mấy chú vừa nãy thì sẽ tạm nghỉ cho vòng sau thôi, chạy vòng sau đây, bởi vì là chạy mất hơn 2 vòng rồi, nó cũng mất sức rồi. Bây giờ lại những chú ngựa khác. 1-4 không chạy các bạn ơi, bây giờ bắt đầu chạy. Hiện tại thì 336 đang dẫn đầu các bạn nhé, 325 đang bám sát nút rồi. Một cuộc đua song mã đang so kè từng bước một rất chắc chắn và kịch tính, đã tạo nên cho khán giả rất là đông. Ôi, của vòng chung kết 325 đang vượt lên rồi, thật là tuyệt vời. Chuẩn bị các nick và lúc này 325 vượt lên rồi các bạn ơi, bấm giờ rồi, các trọng tài đã bấm giờ rồi. Và như vậy là xin chúc mừng 325 trắng à giờ. Lại chuẩn bị cho vòng đua tiếp theo các bạn ạ. Hôm nay thì mình lại quan sát thấy là số báo danh 341 hôm nay lại bắt đầu rồi các bạn. Đua vòng thứ mấy? Vòng 8 và đây vòng thứ 3. Đây có 352, 105 với cả 341. 341 này là như là đến từ Điện Biên thì phải. Hôm trước thì em có quay lúc mà các bạn đi diễu hành ấy. Bạn ấy thuê chở ngựa từ Điện Biên về, mất 15 triệu tiền xe để tham gia cuộc thi này. Đấy. Đây rồi. Đang trong quá trình chuẩn bị. Chơi. Nhân đầu là 352 lục quân công. Bốn con đang sát nút nhau luôn các bạn này. Thế là ngựa như mình thì lát nữa lại mới chạy à? Đây. Lại chạy vào vòng thứ mấy? Chắc là vòng cuối ạ. Chạy vòng cuối á? Vừa nãy đang chạy mất hơn 2 vòng rồi nhỉ? Nó bị đuối rồi. Chạy như thế cũng mất nhiều sức rồi mà. Đây, tiếp tục ra đây rồi các bạn ơi. 352 đang vẫn dẫn đầu nhá. Ê! Cố lên! Vâng. Còn một vòng nữa. Đang là một cuộc đua song sát nút nhau giữa 352 và 9. Vâng, tăng tốc lên. Không hề có máy bắn tốc độ, tăng tốc lên. Vâng, 352 cũng đã cá đích đầu tiên, đó là Lục Vân. Phỏng vấn anh ấy một xíu. Cảm giác của anh mà khi mà mình về đầu tiên thì anh có cảm giác như thế nào? Cho nó thở anh. Cứ uống nước. Anh cứ uống nước đi. Phải giữ về điều khiển nhé. Ôi, tưởng ngựa nó chạy chứ mình nó chạy đâu. Thời gian nhiều. Đây là anh 352 vừa chiến thắng vòng đua thứ tư. Vòng đua thứ tư. Cảm giác của anh có lúc này, hiện tại lúc này thì anh có cảm giác như thế nào? Rất vui. Rất vui đúng không? Vì em tham gia năm đầu tiên. Anh tham gia năm đầu tiên mà khi mà mình đang ở vòng này thì mình lại được về dẫn đầu ấy. Thì nói chung là hôm nay thì tất cả khán giả cũng rất là đông.
Thì cũng em cũng xin chúc cho anh là cố gắng để giật được một cái giải trong cái cuộc thi lần thứ 15 của Bắc Hà này nhá. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Em ở huyện Simacai. Simacai. Chuẩn bị Simacai, mình là cũng có chương trình lễ hội rồi đúng không anh? Lễ hội là... Vâng, thôi anh nghỉ ngơi một xíu đi. Cảm xúc của anh ấy rất là vui bởi vì tham gia lần đầu tiên. Đây rồi các bạn ơi, chú ngựa mang số danh 334 mà mình vẫn cổ động cho chú ấy từ cái giải vòng loại ấy. Thì bây giờ đã đến lượt thi có số báo danh 334 rồi. Hôm trước thì mình cũng có phỏng vấn chú ấy rồi. Sau một cái cú ngã đầu tiên thì chú ấy đã vẫn tiếp tục lên lưng ngựa để tham dự được. Đấy, và tiếp tục đến cú ngã thứ hai thì chú ấy vẫn đã rất là cố gắng, nhưng và cuối cùng thì cũng đã bù đắp lại cho chú là chú đã chiến thắng được trong cái vòng đó. Và ngày hôm nay thì chú 334 lại xuất hiện đây rồi. Bây giờ mình xong lát nữa thì sau cái vòng thi của chú này thì mình lại ra phỏng vấn lại chú ấy một chút nữa các bạn nhé. Bây giờ thì chờ xem là kết quả của vòng thi này nó sẽ như thế nào. Chú ngựa đang quay mông về đường đi, nhưng mà quay lại một cái là chạy rất là nhanh luôn. Đấy đấy đấy, các bạn quan sát đấy, đấy có đứng sau cùng kìa, chạy rồi. Đấy rồi, cố lên, 334 cố lên. Chạy sau cùng đấy các bạn nhá. Thưa các bạn, như vậy là vị trí thứ tư 334 đang vượt lên rồi các bạn ơi. Đang vượt lên rồi, đang vượt lên rồi. Vượt lên thứ hai rồi. Rồi, vượt lên đầu luôn rồi. Cố lên. 34 vượt lên đầu luôn. Đây, các bạn thấy chưa? Mình đặt niềm tin vào chú 334 này và rất là mạnh luôn. Vâng. Vẫn là 334 chưa các bạn, 334. Lâm Văn Sơn của Tài Trạng. Và tiếp đó là Lâm Văn Sơn là hối ở vị trí thứ hai là số 98. Tuy nhiên là anh so kè từng quốc rồi. Cố lên. 334 đang dẫn đầu các bạn ơi, chạy cuối đang dẫn đầu rồi. Vâng. Đang bỏ khoảng cách số 98 rồi các bạn ơi. Vượt qua khán đài A. Và còn một vòng nữa vẫn là 334 thưa các bạn, 334 Lâm Văn Thành đến từ Tà Trạng. Hôm đấy ngã hai lần mà. 334 hôm trước ngã hai lần. Đang dẫn đầu tiên nhé các bạn. Đến từ bản phố số 340 đang vượt qua khán đài A của chúng ta. Rất nỗ lực cố gắng. Còn một vòng nữa. Đúng là vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất cũng đã có sự cách biệt rồi. Đang dẫn đầu, xin chúc mừng. 334 về nhất rồi các bạn ơi. 334. Giờ thì mình lại ra để phỏng vấn cảm xúc của bác ấy. Tiếp đó là Lâm Văn Sơn. 340 và chú Dương đến từ bản phố. Ôi, chào chú nhá. Hôm trước mình chiến thắng rồi, hôm nay lại tiếp tục chiến thắng này. Xin chúc mừng chú nhá. Vẫn đang hơi gọi loạn xạ một tí, chắc là mình chưa khoảng một vội đây bây giờ. Như vậy là lượt thi đấu thứ 5 cũng đã kết thúc. Hôm trước vòng loại thì cũng chiến thắng. Tiếp tục hôm nay lại chiến thắng các bạn ạ. Bán là không là rồi. Số 2 1. Vàng Văn Cương số 2. Cho em hỏi cái anh một xíu cái cảm xúc của anh khi mà mình chiến thắng. Uống bia ơi. Sướng quá. Chiến thắng thích. Đây là người chiến thắng các bạn nhé. Mình nghĩ là hôm nay chú ý sẽ giật giải nhất thôi các bạn ạ. Bởi vì mình đã chào chú nhé. Chú cho xin lời cảm nhận là khi mà chú khi mà mình đã về đầu tiên trong vòng thi, cảm xúc của chú lúc này thế nào? Chú cảm giác như thế nào?
Rất bình thường thôi. Nói chung là nó cũng rất là vui đúng không? Rất là vui, sung sướng. Thì cháu nghĩ là con ngựa của chú hôm nay nó sẽ về nhất đấy. Bởi vì từ từ hôm vòng loại thì sau mấy cú ngã mà vẫn về được cán được đích, thì cháu nghĩ là hôm nay là sẽ về nhất. Thôi chúc cho chú là hôm nay sẽ mã đáo thành công nhá. Cảm ơn chú. Như vậy là vòng bán kết đã xong rồi các bạn ạ. Bây giờ thì còn đang chờ ban tổ chức kiểu điểm xem là những con nào sẽ được vào vòng chung kết ấy. Thì trong thời gian chờ đợi thì Sơn sẽ đi ghi hình khán giả ở đây một xíu cho các bạn xem nhé. Xem có ai nhận ra người quen nhà mình đang đi. Đấy, xin chào anh Giai nhá. Anh Giai ở tận đâu đi xem đua ngựa vậy ạ? Em ở Phú Thọ anh ạ. À, Phú Thọ, đúng trai Phú Thọ, không đọ ở đâu. Chúc anh đi xem vui vẻ nhá. Vâng, bây giờ nha. Mình sẽ ghi hình thêm. Đấy, các bạn khán giả xem là có nhận ra người nhà mình ở trong lễ hội này không nhá. Mình sẽ ghi chi tiết một hàng như này. Trong khi chờ đợi vòng chung kết thì chúng ta lại đi chung kết một lượt ở đây. Vòng quanh rất là đông khán giả. Hôm nay là buổi chung kết nên là cái lượng khán giả đến xem giải đua thì cũng rất là đông. Ở vòng loại thì nó cũng ít ít thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì khá là đông các bạn ạ. Gần như là cũng kín hết sân vận động. Đấy. Nhưng mà rất là tiếc vì thời tiết ngày hôm nay nó lại hơi mưa một xíu. Hôm trước thì thời tiết nó nắng đẹp, hôm nay thì hơi mưa. Cho nên là anh em mình đi tác nghiệp này là máy quay nhiều khi là cũng hơi bị hạn chế một chút đấy các bạn. Đấy, bạn thấy đông không? Rất là nhiều trai xinh gái đẹp nhá. Hôm nay là chung kết đua ngựa Bắc Hà nhá, chứ không phải là chung kết SEA Games 31 vừa rồi đâu. Cho nên là có ai bị nhầm lẫn một xíu thì đừng có bảo là cameraman mình lại có tâm quá nhá. Ghi hình kỹ hết luôn. Rất đông, rất đông. Thôi nhá, mình sẽ lưu máy sang bên kia nữa cho các bạn xem. Thậm chí là cả ở trên khu những cái nhà sát mấy cả sân vận động thì cũng rất là đông khán giả. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong một xíu nữa. Đây là phía bên trong này các bạn. Phía bên trong cũng rất là đông. Nói chung là cái lượng khán giả ngày hôm nay thì khá đông rồi. Mỗi một điều là thời tiết ngày hôm nay thì không được đẹp lắm. Thời tiết ngày hôm nay thì hơi mưa. Đấy. Đang chuẩn bị vào chung kết rồi. Mình sẽ lướt một vòng lên trên kia nữa. Sau đó là sẽ quay những con ngựa vào phần bán kết và chung kết các bạn nhé. Toàn gái xinh nha các bạn. Anh chào em nhá. Em gái ơi. Em gái xinh các bạn. Ai có muốn làm quen không? À bên đây gái xinh. Hello, chào mấy anh em nhá. Mấy anh em tưởng là hôm nay không đi xem đua ngựa vẫn đi à? Sao có quả kính chất đấy? Kính của ai đấy? Ai cho đấy? Đấy là vẫn nhận ra anh à? Đây là một nam thanh niên có một salon tóc ở đất Bắc Hà các bạn ạ. Các bạn lên Bắc Hà thì có thể là qua chỗ bạn này có món đặc biệt, đó là món lấy dây tai rất là hay. Rồi đi xem đi, anh đi quay một xíu nhá. Bây giờ mình sẽ lượn đi một tí nữa nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.